rồi bắt đầu xuống cây và chuẩn bị hàng đi cho bà con nhá. Rồi đây là xe để nhận hàng chạy vào Nam này, rải từ Quảng Trị vào trong Ninh Thuận luôn này. Còn đây là phôi chút ở em lên đơn cho bà con này. Còn đây là xe đang về nhá, hai xe phôi các bà con. Hôm nay nếu kịp thì em lên luôn, không thì sáng mai nhá, sáng mai bà con nhá. Mong bà con thông cảm, kiểu tại vì là bên Lào về nó phức tạp lắm, đáng lẽ em lên hôm qua rồi nhưng mà bây giờ là đấy. Phôi cho bà con này, mặc xe nhá. Còn đây là xe để gửi hàng cho bà con chốt thằng bầu là đi luôn này. Xe rất an toàn rồi cho bà con luôn này. Phôi tha hồ cho bà con. Còn dưới này rất là nhiều phôi nữa. Khoan. Rất là nhiều phôi cho bà con. Tha hồ phôi cho bà con nhé. Đủ loại kích cỡ đủ giá. Em bắt đầu về bà con nha. Bắt đầu mai em lên đơn cho bà con. Toàn gốc to cũng này. Luồn lực có luồn lực này. Quan sơ bộ cho bà con này. Thú này. Bắt đầu lên cho bà con. Khoan cho bà con, nhiều quay rất là đẹp.